Xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Hôm nay em lại đang nhận sửa con Lexus 450 Hybrid. Những cái con này nó hay bị cái hiện tượng là cái màn hình này nó bị ố vàng. Rất nhiều đời nó bị ố vàng. Con này nó có bị ố vàng nhưng mà nó hơi nó chưa mức quá nặng như những cái con em đã làm. Thế nên nếu các bác bị hỏng những con này thì tháo cái màn hình như em hướng dẫn để sửa chữa nhé. Nếu các bác không tìm được nơi sửa chữa thì tháo những video em hướng dẫn và gửi về em sửa cho các bác nhé. Đây, đầu tiên để tháo thì các bác phải cậy cái này lên. Cậy cái này thì nó cũng hơi khó cậy, các bác phải cậy từ dưới này lên. Cậy từ dưới móc lên. Đó. Phải cậy từ dưới móc lên nhé. Cậy thì các bác có thể dùng những cái cậy như này, cậy từ dưới móc lên. Nếu mà các bác có cái móc có cái móc như thế này để móc vào đây thì cậy lên là cái tốt nhất nhé. Nó không quá khó đâu ạ. Thế các bác cậy lên như này. Đây nó có đây này, các bác nhìn được nó chỉ có mấy cái chốt nở thôi. Đó. Con này con Hybrid 450. Xong rồi nó có ba con ốc. Ở đây một con ốc này, ở đây một con ốc này. Đây, đây một con ốc, đây ở chỗ này một con ốc nữa. Các bác tháo ba con ốc ra. Em bật lên cho các bác xem này. Đó. Đó, nhìn này, ốc em đã tháo rồi nhé. Em tháo rồi để quay hướng dẫn cho các bác cho nó dễ thôi mà. Ok, sau thì các bác nhấc lên như thế là đã tháo chiếc màn hình ra rồi. Để tháo màn hình là tốt nhất nên các bác nên tắt chìa khóa đi để tránh những cái trường hợp lỗi hoặc gì xảy ra. Nếu các bác mà không tìm được nơi sửa chữa uy tín và chất lượng, hoặc là không tìm được nơi mà người ta chuyên làm về cái màn hình mấy con Lexus hoặc Mercedes này thì các bác hãy tháo như video em hướng dẫn đây gửi về cho em sửa cho các bác nhé. Sau khi hoàn thiện xong em sẽ quay cho các bác xem ạ. Và các bác có thể thấy là em vừa mới sau khoảng một tiếng, hơn tiếng đồng hồ em làm thì chiếc màn hình bây giờ nó đã đẹp, nó đã sáng gọi là sáng rực rỡ rồi đấy. Nó không giống như trước, nó hơi ố vàng nữa. Đấy, các bác có thể xem đấy. Ok, đấy, màn hình nó đã rất là đẹp rồi. Cảm ơn các bác đã xem video. Nếu các bác bị lỗi chiếc màn hình như này thì hãy mang qua em sửa cho các bác nhé. Cảm ơn các bác ạ.